Này đang đi chơi một ông đại gia. Thế mà ông vẫn đang nói là những cái cây này nắm tiền quá, ông chưa chơi được. Đấy, lắm tiền quá, giá trị lắm. Vẫn thu âm được không? Được không ạ? Đấy, Vẫn thu âm bình thường. thu âm lắm tiền lắm. Ôi, cây dưới này. Cây dưới này giá trị lắm. Cây dưới quá tuyệt vời luôn. Chắc là có 102 cái cây này. Lắm Cháu tiền. quay phim được không chú? Quay đi. Quay đi. Ha. Đẹp lắm. Đẹp quá. Cây Chú dưới này đi của ngày chú cuối thì sao nhỉ? Chú cứ đường 21 thì sao? Em ấy. Không, em là ở Thanh Nê, là Mậu mà. À, Thanh Nê à? Vâng. Em Mậu làm thú y đấy. À, được, 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 được. Mậu làm thú y, nó đang chung với bà con ngoài đây. Người dùng. Mọi người được chiêm ngưỡng cái vườn bonsai, cây cảnh của một nghệ nhân rất nổi tiếng ở khu vực Trường Yên, Trúc Sơn. Được nhìn ngắm, chiêm ngưỡng những cái tác phẩm như này, toàn là những tác phẩm có 102. Vâng ạ. Quay cả cái cả mất mất đi gì bắt cái là được đó, cây này bắt được thật, nó chốt mất đi gì thì chơi mà chơi mà để ăn chung đấy đâu, vâng mà là cứ ở trên kia nhà có về nhà mấy đâu, đang làm ở nhà cổ mà đi mua các loại cây ở nhà cổ thì về chơi cây đấy, chơi các cây. Ông này một thiết kế chưa, thiết kế nhà cổ các cháu này, bạn thân của anh Cụt. Chắc chú biết anh Cụt đúng không ạ? Vừa nãy cháu anh gọi. Mới chở cho một số các loại cây, nhưng mà cây như cây thì đấy là cây công trình thôi. Còn những cây này, cây cổ nhà cổ chứ cây chỉ cái thế ở nhà. Vâng. Đây chú. Mua những cái cây thế thì có 5 tàn, 8 tần, tần. Chơi cái đồ ý chơi là gì? Rẻ rẻ thì chơi đi, gọi là đặt. Ai đi cấp trường, ai đi. Thôi thôi. Đấy, bây giờ nó cũng đang rồi làm. Đấy. Trong vấn đề thôi, nhưng mà nó xem nó lên trắng tinh hết, già lắm mới. Em trắng hết rồi đây này. Đây này là giá trị, nó tối nó bốc này. Không thể được, không có ai đo được, không thể. Bởi vì nhà cứ ở trên đấy thôi chú ơi, chương trình còn lâu lắm thì thỉnh thoảng mới về tí. Nhà đất thì ở trên đấy. Sau đó em có làm dưới thân đấy, ở dưới thân quê. Dưới quê thì đấy là 1.000 mét vuông. Đang làm mấy cái quy hoạch quê, làm cái bãi, làm cái sân dưới cây cảnh. Tuyệt vời mọi người ạ. Cây giá trị lắm. Đây mọi người được chiêm ngưỡng một cái vườn bonsai mà tôi thấy là rất là ít cây thôi nhưng mà cực kỳ đẹp. Đây một cái đề. Tưởng là đi rồi bây giờ mới về đây à? Đi không phải về được kịp. Chơi à? Bác ngắm cây tí xem có cây nào bác chuyển. Cái này giờ mình đi cái đề này. Cái này này. Cái này thì qua cái đề này. Cái này này. Tuyệt vời mọi người ạ, cây đẹp lắm. Quay thật nét cho mọi người xem. Đây là cây đa. Rất tuyệt vời. Cây xanh dáng long. Cái
Ừ, cây phôi xanh Nam Điền. Đấy, cây bồ đề. Bộ rễ quá tuyệt vời, cực già luôn mọi người ạ. Đây là vườn nhà bác Sơn Hoái nhá, ở Trường Yên, Trúc Sơn. Mọi người có điều kiện thì đến đây hưởng lãm, giao lưu. Các chủ nhà thì rất là vui tính. Đấy, xanh Nam Điền và vàng. Bộ rễ rất kinh khủng luôn. Thành công rồi thì cứ thế, hoặc là ông không cắt được thì ông không cắt được thì mỗi năm ông thì đón chúng tôi lên được 2 buổi, có cái gì đâu, đơn giản thôi mà. Đã sắp xếp thành hình thành bóng rồi, thành bóng đơn giản. Đây này, quay những cái này cho ông, vì ông ấy ngắm lại đặt để trường nhà rất hay. Các con lên lên ảnh những chụp có đấy riêng. Nói chung là khối cây, tiền nào quý có, tiền có mà nói tiền có, không phải là tiền có.
Quái mà rất đẹp. Như cây này rất thật luôn, nhưng mà thấy là cái như cái này hồi được 200 mét dài và là đắt. Cây đặt ở khoảng không thì nó thoáng đẹp lắm. Đấy, quay đây 4-5 năm cái cây này là vừa vừa điên thôi. Vì chốt từ chân đó, các ông nhà không ngắm. Đấy, một cây đấy với cây này là hai này. Cây kia nữa. Ba cây đằng kia nữa thì về thích hơn cây nào. Toàn cây đẹp cả. Mai cứ hàng năm ông cứ công ty bảo là cắt tôi cái lên đi làm cho ông vài cuốn và đẹp như là cái gì này hết.
này nó bị hình hình được như thế này, nó hoàn hình. Mua một cây hồng to, hồng quả đỏ, cây to, trồng bóng mát. Bốn cấp trồng cho bốn cây bông mát này cũng là cái này thu sư hồng một cây nếu mười triệu. Vâng, xem như thế này sẽ thật sự làm việc khác đúng không? Đúng. Dành cho đoàn tổng giám đốc, đốc của những cơ quan đều có tiền yếu người ta đi biếu cho nó qua đơn giản đấy. Ông tổng giám đốc cô ba đang nắm hai người đấy, đi vào quốc này thì vẫn vào quốc để thành điểm thần còn mà nói là quý. Trời, một cây dưới rất nhỏ nhưng mà dáng cực kỳ quái.